Xin chào quý vị khán giả và xin chào tất cả các bạn. Thôi thì việc gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Cái quan trọng nhất là hiện tại ở Việt Nam chúng ta, các bạn nên nhớ rằng là nếu mà để mà hiểu hết được về Phật Pháp thì mình nghĩ rằng là đếm trên đầu ngón tay thôi. Thế còn lại thì đều là đức tin cả. Mà có một điều rất là lạ các bạn, những cái người ấy mà họ có một đức tin mãnh liệt ấy, đối với Dương được gọi là mê muội, mà họ mong muốn một cái gì đó để cho cuộc sống của họ nó tốt đẹp trở lên ấy, thì lại đại đa số là những người có một cuộc sống nó có những vấn đề trong xã hội, ví dụ như gia đình nghèo quá này, hay là gia đình có con cái bị bệnh tật này, vân vân vân, nói chung có người nhà bệnh tật hay là có những biến cố trong cuộc đời, họ không tìm được cái gì nữa trong cuộc sống nữa thì họ đi tìm những cái liên quan đến vấn đề gọi là thần thánh, thưa quý vị. Trong khi đó thì nhà Phật đã nói rồi là nhà Phật chỉ đường chỉ lối thôi, hướng dẫn chỉ đường chỉ lối cho các bạn muốn tìm một con đường giải thoát cho bản thân, và có rất nhiều cách để cho con đường đó, để cho các bạn giải thoát đi trong cái cuộc sống hiện tại. Đại khái là như vậy, bạn tìm một cái gì đó làm cho con người mình nó thanh thoát trở lên, thì cũng có những cái trường phái là liên quan đến vấn đề đại khái là làm cho chúng sinh, làm cho phổ độ chúng sinh ấy, các bạn hay nghe câu ấy chưa, để làm cho nói chung là cả cái thế giới này tốt đẹp hơn, cho dân chúng, do quần thể nhân dân sẽ được an vui, an nhiên, hưởng lạc, vân vân vân. Đại khái là cũng rất nhiều những cái như vậy. Thế nhưng mà thưa các bạn, trong thực tế của cuộc sống của chúng ta ấy, thực ra không có làm thì đừng đừng nghĩ đến ăn đấy, thưa các bạn. Và thứ hai là nói chung là cuộc sống thì nó cũng có nhiều những cái may mắn nữa, sinh ra trong cuộc đời thì chính cái điều đó thì mọi người trong cuộc sống của hiện tại của chúng ta nó sẽ có thực tế nó sẽ có hai trường phái là sướng quá để hóa rồ và khổ quá, và có những vấn đề trong cuộc sống sẽ tìm đến những cái thứ nó liên liên miên miên man mà nó không thực tế, thì các bạn đấy, đại khái như vậy. Thế hiện tại bây giờ thì các bạn xem là trên cái hình ảnh đây, đây là ui nói chung là đây là nhà của ông Thích Minh Tuệ đây. Đây, nói chung đây các bạn xem đây, nói chung là những cái gì đang diễn ra chung quanh nhà ông Thích Minh Tuệ, bố mẹ ông Thích Minh Tuệ ấy, thì mọi thứ đang diễn ra rất là tâm linh, nó thẳng là rất là tâm linh. Người ta dựng nên những cái nơi để mà nghỉ nghỉ ngơi của những người đến chơi nhà của ông Thích Minh Tuệ, trong đó nhà bố mẹ đẻ đấy. Đấy, các bạn thấy đây. Nói chung đây là những hình ảnh ở trên mạng thôi, mong các bạn kiểm chứng. Mình sẽ hy vọng rằng là mình sẽ có những thời gian để kiểm chứng thực tế. Thì đây là mình đang nói trên phương diện là trên không gian mạng nhé. Nếu những chuyện này có thật thì mình nghĩ mình cảm giác rằng là hơi buồn. Bây giờ mình chỉ nói các bạn như này này. Thực tế thì hiện tại bây giờ thì các bạn nên nhớ một điều là chúng ta một đất nước chúng ta sau 30 năm đổi mới, cái điều kiện vật chất hiện tại bây giờ chúng ta cũng ok một tí so với đại đa số người dân thôi. Nói chung đại đa số người dân chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn về vật chất, về tinh thần. Không những thế, bây giờ chúng ta còn được hưởng những cái yên ổn, hòa bình gần như tuyệt đối tại Việt Nam của chúng ta, mà chỉ để yên tâm phát triển làm ăn đấy. Và đặc biệt với cái chính sách gọi là tự do tôn giáo mà nhà nước luôn luôn thúc đẩy, mà nhà nước luôn luôn hỗ trợ, thì rất nhiều những bà con của chúng ta được tiếp cận những cái nền văn hóa, những cái tâm linh một cách sâu rộng hơn, cộng thêm cái gọi là cái thời đại 4.0 nữa, thời đại internet đấy, internet lôi kéo, có nghĩa là đã xích lại cái không gian thời gian của tất cả mọi người lại với nhau. Đấy, dù bạn ở xa đâu nhưng mà thông tin chỉ đến phát là ok rồi. Và đặc biệt nữa, cộng thêm những cái YouTuber, Facebook và TikToker vân vân, rất nhiều những cái trang mạng xã hội, những cái thành phần xuyên tạc, những cái thành phần chống phá, và đặc biệt những thành phần vì tiền nữa. Có nghe những cái thành phần gọi là câu view câu like vì tiền. Với trình độ của họ thì kém lắm, nhưng mà họ nói như thật thì bị
họ nói như thật về một cái gì đó liên quan đến chuyên ngành, ví dụ như Phật pháp, mà nó chỉ có mấy kênh thôi các bạn ạ. Các bạn cứ xem có mấy kênh nó cũng rất là nổi tiếng thôi, mà mấy kênh này đặc biệt cứ một cái gì trend gì là nhảy vào, thực ra họ không biết. Cái này Dương đề nghị cơ quan chức năng nên vào cuộc để làm sao để làm rõ sáng tỏ cái mục đích của họ là gì, và họ phải lên trên không gian mạng để công khai. Và thưa các bạn, họ nói như thật về những cái vấn đề chuyên ngành mà thực tế họ không biết cái gì. Trong khi đó cái sự cổ suý của một vài những ông gọi là tăng ni Phật tử có tiếng tăm nữa, thì thành ra là khi các ông ấy tổng hợp lại ở trên không gian mạng ấy, nhiều người chỉ cũng chỉ nghe thôi, làm gì có thời gian để đọc đâu. Khi đọc, khi mà nghiên cứu về kinh Phật hay nghiên cứu về Đức Phật thì các bạn mất hàng cả đời người không hết được. Thế cho nên là nó cứ đọc cái gì hay hay ấy, mà nó thấy được thì nó bắt đầu nó gán luôn các bạn ạ, nó gán luôn. Mà trong khi đó các bạn nếu có nghiên cứu rõ ràng thì rõ ràng Phật Thích Ca Mâu Ni thì đâu có phải là một người, cũng chỉ là người tục, người phàm đâu. Mặc dù cố thay đổi bản thân, cố tu luyện để thay đổi bản thân trở thành một cái gì đó thần thánh, nhưng mà cuối cùng ông mãi cũng chỉ là một người phàm, và cuối cùng ông cũng niết bàn vào cái tuổi khoảng hơn 80. Đấy, các bạn nên nhớ một điều như vậy. 65 giờ tu tập thì cũng thế thôi, xong cuối cùng là 49 ngày, 5 ABC ở đó thì mới tưởng nhá, để tưởng mình được thành chính quả, vân vân vân, chứ không phải là tóm lại mình không muốn nói sâu về cái đấy, nhưng mà mình mong rằng là các bạn có đức tin thì mình hoàn toàn ủng hộ thôi. Hay là như ông Nguyễn Minh Tuệ, mình ủng hộ hết những cái gì đức tin của ông ấy hay những gì việc ông đang làm, nhưng mình chỉ mong rằng chính quyền hãy vào tay kịp thời với những thành phần lợi dụng vào vấn đề này, trong đó có những thành phần phản động, trong đó những cái thành phần YouTuber, Facebooker, TikToker mà rõ ràng là họ là chém gió, họ là xuyên tạc, họ làm cho tình hình an ninh trật tự nó trở nên rối ren, thì chúng ta phải vào cuộc thôi. Tự do trong khuôn khổ chứ không phải nó ảnh hưởng đến đời sống chính trị ở một khu vực. Thế còn nếu như khu vực nhà ông Thích Minh Tuệ hiện tại bây giờ mà như vậy, thì nếu mà chính quyền địa phương vào cuộc một cách công minh, có những sự quy hoạch cụ thể, tôi nghĩ cũng là một điểm tâm linh tốt thôi, cũng chả có gì cả. Nhưng đừng để mất trật tự, an ninh trật tự. Đừng để mất an ninh trật tự. Quý vị phải nhớ một điều như vậy. Thế còn bây giờ mà khi mà những cái thông tin nó trái lề, bây giờ nó mọi người tưởng thật rồi. Ôi dồi ôi, các ông ấy tưởng thật thánh sống, thánh tái thế này vân 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 ấy, thì kệ thôi. Còn hôm nay tôi sẽ kể chuyện, một câu chuyện cho chúng ta biết là những người bố, người mẹ của chúng ta, những ông bà của chúng ta trong cái thời kỳ bao cấp, trong cái thời kỳ chúng ta chống Mỹ cứu nước để thống nhất non sông ấy, thì thưa quý vị, Dương chả phải lấy đâu ra, ở một cái làng Mai Dịch của Dương ở Cầu Giấy, Hà Nội. Bây giờ nó là một cái quận Cầu Giấy, nó một phường Mai Dịch, và có thể nói là một trong những phường, những quận giàu có nhất Việt Nam, giá cả đắt đỏ nhất Việt Nam. Dương dám nói với quý vị là như vậy. Thì ngày xưa cũng chỉ là nông thôn mà thôi. Ngày xưa cũng chỉ là nông thôn mà thôi, cũng chẳng có gì đâu. Tất cả cũng chỉ là nông thôn. À, thì quý vị muốn hiểu biết là tại sao Dương nói là nông thôn. Cũng chỉ là ruộng đồng, cũng là đời sống bà con nông dân thôi. Và thưa quý vị, cả đời, bao nhiêu gọi là bao nhiêu cái mùa hè, bao nhiêu cái thời gian đó, Dương chứng kiến những người hàng xóm, người bà nội của mình thôi, đi chân đất, trời lặng, trời mưa, trời rét, đi ra cánh đồng, có cái lón là may, cũng chả có cái lón đâu, cũng quanh năm suốt tháng ở ngoài cánh đồng thôi, và cũng tần tảo lao động nuôi con để mà làm ra gọi là vật chất, làm ra thực phẩm, làm ra tất cả mọi thứ để mà kiếm tiền nuôi con cái. Và về sau này cũng có những người mà mãi vẫn mình vẫn thấy đi cái chân đất, hay kể gia đình ngoại nhà mình thế thôi. Thì thưa quý vị, cái chân đất không có gì đâu. Và ông này thì mới là 65 đúng không, kia là tần tảo hàng mấy chục năm trời nó như vậy, thì đất nước chúng ta còn khó khăn và cũng như vậy thôi. Và khi đi bán những cái sản phẩm mình làm ra ấy, làm gì có tiền để đi ô tô, cũng đi bộ hàng chục cây số để lên đến trung tâm thành phố, đi lên những cái nơi như ví dụ chợ Bắc Qua đấy để bán thực phẩm, thưa quý vị. Và mình biết rằng có rất nhiều những bà mẹ, những người bà nữa ở các vùng khác đi bộ mấy chục cây để lên trung tâm để bán hàng những cái sản phẩm mình cho đắt hơn, cho kiếm được nhiều tiền hơn,
đi bộ đi chân đất là chuyện thường. Lào là đôi bản cao cứ xem gió, là đôi bản chân trần. Và đặc biệt nữa thì trong cái đất nước, bối cảnh đất nước của chúng ta đấy, các chiến sĩ của chúng ta, những bộ đội Bác Cụ Hồ sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đi bộ bao năm trời cũng ăn uống gì đâu. Và ngày xưa các cụ nhà mình cũng làm gì có đồ ăn, sáng làm gì có tiền để ăn, cũng chỉ được ăn một bữa thôi. Thôi, tóm lại là tất cả những cái chuyện đấy nó là chuyện bình thường, chưa nói trên thế giới, nó là chuyện bình thường của rất nhiều những người này. Hiện tại bây giờ người ta đang nhịn ăn, cũng chỉ ăn một bữa thôi, theo phương pháp nhịn ăn đấy. Hay những người ta ở những nhà sư ở bên những cái Lam truyền đấy, gọi là Lam tông đấy, ở Campuchia, Lào và Thái Lan là điển hình, hay Myanmar hay Nepal ấy, họ vẫn cứ làm những cái điều khất thực đấy, bình thường mà đi trên đất khất thực. Và đặc biệt là có một vị con là tỷ phú đô la của Malaysia hiện tại bây giờ đang đi tu ở Thái Lan, ông cũng khất thực hàng ngày, bỏ ông đấy mới từ bỏ tất cả và cũng đi chân đất chân trần, cũng đang đang hiện tại bây giờ ông cũng đang đây. Nếu các bạn tin mình sẽ lên vào vào trong đây cho các bạn xem đây. Đây, nhà sư khất thực, con một vị tỷ phú nhé, tỷ phú đô la. Đây đây, mình đọc luôn cho các bạn này. Không, mọi người lại bảo là mình phát lát. Con trai duy nhất của tỷ phú Malaysia đi khất thực, con trai duy nhất của tỷ phú Malaysia đi khất thực. Nhà sư Aras Kheri Bano là một trong những nhà tu hành uyên bác nổi tiếng trong Phật giáo Theravada, Phật giáo nguyên thủy đấy, Phật giáo nguyên thủy nha quý vị, nhớ đây đấy. Tại Thái Lan đặc biệt, Aras Thiri Balo cũng chính là con trai duy nhất của vị tỷ phú Anada Krishnan giàu có thứ hai tại Malaysia. Đây ông đây, tỷ phú tờ Anada Krishnan là một trong những doanh nhân thành đạt và tên tuổi trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như truyền thông, dầu khí, viễn thông, bất động sản, giải trí. Khối tài sản của ông đã ước tính lên tới 10 tỷ đô la vào tháng 8 năm 2015. Mặc dù là người nổi tiếng, người rất kín tiếng và sống trong khoa trương, thế nhưng Ananda Krishnan được cả nước biết đến. Ông được coi như là cha đẻ của tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng của Malaysia ở KL ấy, thủ đô của Malaysia, Kuala Lumpur. Năm 1989, Aras Seripano, 18 tuổi, con trai duy nhất của tỷ phú Malaysia, đã tham dự một khóa tu hành ngắn hạn nhằm bày tỏ sự biết ơn và lòng kính trọng đối với người mẹ và gia đình của mình khi trở về quê mẹ ở Thái Lan. Đây. Sau nhiều năm sinh sống học tập tại Anh, đây là đầu tiên Aras Seripano được tiếp xúc với Phật giáo với tư tưởng cởi mở, tiếp cận các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Aras Seripalo đã tìm thấy niềm vui và sự thanh thản trong khoảng thời gian tu hành ngắn ngủi tại Thái Lan. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã hoàn toàn làm Aras thay đổi sự suy nghĩ về đạo Phật và cuộc sống của các vị tu sĩ. Chương trình dự trù chỉ sống đời tu sĩ trong 2 tuần lễ, nào ngờ đã trở lên vĩnh viễn. Khoảng 15 trở về trước, tỷ phú Aras Krishnan đột nhiên mất liên lạc với người con trai duy nhất của mình sau nhiều lần tìm kiếm. Ông Teanarat Krishnan bất ngờ khi nhìn thấy con trai trong chiếc áo vàng bình bát trên tay đang đi khất thực tại một ngôi chùa ở Thái Lan. Tỷ phú Aras Krishnan đã tiến lại gần và mời cậu con trai một bữa ăn sau nhiều năm xa cách. Tuy nhiên, nhà sư Aras Seripalo đã đáp: "Con xin lỗi cha, nhưng con không thể nhận lời mời của cha được. Con phải đi khất thực như các bạn đồng tu khác." Quá bất ngờ trước lời từ chối của con trai, tỷ phú Ananda Krishnan chia sẻ: "Với tất cả tài sản trong sự nghiệp của mình, tôi vẫn không thể mời được con trai một bữa cơm." Đấy. Vài năm trước, trong một buổi nói chuyện tại chùa Maha Vihara, Malaysia, nhà sư Aras Siripalo cho biết ông chưa bao giờ có ý định trở thành một nhà sư cho tới khi ông được đến thăm và trò chuyện với thiền sư Arachat, một vị cao tăng nổi tiếng về pháp thiền trong Phật giáo Theravada nhé. Theravada là liên quan đến đây, Phật giáo cổ xưa đấy. Nhà sư Aras Seripalo đã trở thành chủ trì của tu viện Dao Ram tại khu bảo tồn rừng quốc gia gần biên giới Thái Lan và Malaysia, và Myanmar. Xin lỗi các bạn, nhà sư Aras Seripalo cũng chia sẻ ông chưa từng hối hận hay tiếc nuối về sự lựa chọn trong cuộc đời mình.
Tỷ phú Ananda Krishnan và nhà sư Aras Sriparo vẫn thường xuyên nạp và nghe thăm tu viện để trò chuyện cùng nhau. Aras Sriparo được nhiều người biết đến sau khi tham dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 70 của người cha tỷ phú. Nhà sư Aras Sriparo vẫn xuất hiện trong bộ trang phục giản dị, mang dép và xách một chiếc túi nhỏ, di chuyển bằng máy bay riêng và nghỉ ngơi tại một khách sạn trang trọng ở Italy. Câu chuyện xuất gia của nhà sư Aras Sriparo là điển hình cho việc tiền tài và vật chất không phải là cái đích cuối cùng trong cuộc sống. Nhà sư Aras Sriparo đã bỏ tất cả khối tài sản khổng lồ của người cha tỷ phú để tìm kiếm sự bình an trong cõi tu hành. Đức Đạt Ma, Đạt Lai Đạt, Đạt Ma từng nói, dù cho dân số 5 tỷ người hiện đang sống trên trái đất này trở thành triệu phú hết, nhưng thiếu vắng sự an lạc nội tâm thì con người vẫn không thể có sự bình an và hạnh phúc lâu dài. Và nếu tiền bạc của cải quyền lực mang đến sự an vui thì có lẽ những vị vua chúa hay các vị lãnh đạo đất nước đều đã được an vui rồi. Vì vậy, hãy học cách buông bỏ để tìm kiếm những giá trị đích thực trong cuộc sống và sự bình yên trong tâm hồn của mỗi người. Đấy, các loại đức đấy. Đấy thì đấy, mình chỉ muốn đưa các bạn đến những cái sự việc đó. Đấy. Thì cái chuyện không sao. Quan trọng nhất là chúng ta đừng để làm cho mất an ninh trật tự. Đấy, và đặc biệt nữa là phải có tổ chức để làm sao để nào để cho gọi là những người dân xung quanh đấy, có những người thích và người không đồng ý chứ, người đồng ý không đồng ý, và họ có cuộc sống nó phải tốt đẹp hơn, và mọi chuyện về vấn đề xã hội an ninh là phải ok để làm sao để con phát triển chứ, để con làm kinh tế. Ok, xin chào và lại quý vị nhé. Đối với mình chỉ có những câu chuyện tâm sự.